Vlogify xin chào và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay sẽ so sánh giữa hai công ty sản xuất chip rất là lớn là Intel và AMD. Nội dung video sẽ không so sánh về những con chip của hai nhà sản xuất này, mà sẽ so sánh về quy mô của hai công ty với năm tiêu chí như bạn thấy trên màn hình. Đó là lịch sử thành lập, số lượng nhân sự, doanh thu, lợi nhuận và giá trị công ty. Ok, chúng ta bắt đầu tiêu chí đầu tiên về năm thành lập. Intel được thành lập năm 1968 tại Hoa Kỳ và AMD cũng tương tự tại Hoa Kỳ nhưng mà sau Intel một năm là vào năm 1969. Người sáng lập của Intel là hai nhà sáng lập là Gordon Moore và Robert Noyce. Còn người sáng lập của AMD là ông Sander sinh năm 1936 tại Chicago, nước Mỹ. Gordon Moore sinh năm 29 còn Robert Noyce sinh năm 27 cũng tại Mỹ. Và đây là gương mặt của các nhà sáng lập. Bên trái như các bạn thấy chính là Sander sinh năm 1936. Bên phải lần lượt là Gordon Moore sinh năm 1929 và Robert Noyce sinh năm 1927. Đây là những nhà sáng lập của hai công ty sản xuất chip lớn này. Tiếp theo về quy mô nhân sự, số liệu mình lấy từ báo cáo của Forbes cập nhật ngày 13 tháng 5 năm 2021. AMD thì có 12.600 người, còn Intel thì có đến 110.600 người. Vingroup 44.100 người vào thời điểm cuối tháng 12 năm 2020 và số lượng này gấp 3,5 lần của AMD. Số lượng nhân sự của Intel gấp đến gần 9 lần của AMD và gấp đến 2,5 lần của Vingroup. Như vậy Intel về quy mô nhân sự lớn hơn AMD rất là nhiều. Về doanh thu năm 2020 thì AMD đạt 9,8 tỷ đô la Mỹ, con số này gấp khoảng 1,8 lần của Vingroup. Doanh thu của Vingroup năm 2021 là khoảng 125.000 tỷ Việt Nam đồng. Tính theo tỷ giá hiện nay thì rơi vào khoảng độ 5,5 tỷ đô la Mỹ. Còn Intel thì doanh thu của họ là xấp xỉ 78 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp 8 lần AMD và gấp đến khoảng 6 lần Viettel. Con số rất là khủng. Tiêu chí tiếp theo là về lợi nhuận. Năm 2020, AMD có lợi nhuận là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu so sánh với một doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam là Vinhomes, thì lợi nhuận của AMD năm 2020 2,5 tỷ gấp khoảng độ 1,5 lần con số lợi nhuận của Vinhomes trong năm 2021 vừa qua. Còn Intel thì sao? Lợi nhuận của Intel là 20,9 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp khoảng 8,4 lần của AMD. Cũng rất là khủng. Như vậy là doanh thu thì Intel gấp 8 lần của AMD, còn lợi nhuận thì gấp khoảng 8,4 lần. Qua đây chúng ta thấy được con số chênh lệch rất là lớn giữa Intel và AMD. Tiêu chí tiếp theo mà mình so sánh đó là giá trị vốn hóa thị trường của hai doanh nghiệp này. Thì vốn hóa của AMD ở mức khá là cao, 99,8 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm 2022 thì Vietcombank đã vươn lên là doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá trị khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Còn AMD thì với định giá 99,8 tỷ đô la Mỹ sẽ gấp khoảng độ 5 lần với Vietcombank. 5 lần của doanh nghiệp có giá trị lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam là Vietcombank. Còn Intel, vốn hóa của họ là 263,7 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp khoảng độ 2,6 lần của AMD. Đó là so sánh nhanh giữa hai công ty này, quy mô hai công ty này. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.